tổng hợp tối mùng 1 7. Thiếu nữ 17 tuổi, người Anh tố bị hai nghệ sĩ Việt Nam cưỡng hiếp. Bão số 1 mạnh lên, đang hướng vào đất liền. Tên lửa Nga giết chết 17 người gần Odessa sau khi lính Ukraine chiếm lại đảo rắn. Ukraine tuyên bố phản công đẩy lùi quân đội Nga trên 3 mặt trận. Lãnh đạo Indonesia tập trung vào khủng hoảng lương thực trong sứ mệnh hòa bình Nga-Ukraine. Thủ tướng New Zealand nói Trung Quốc quyết đoán hơn, sẵn sàng thách thức các quy tắc hơn. Quan chức Mỹ nói Trung Quốc không hỗ trợ vật chất cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Trung Quốc chỉ trích NATO khi bị coi là thách thức nghiêm trọng. Ông Tập không có lý do gì để thay đổi một quốc gia, hai hệ thống của Hồng Kông phương Tây cần khẳng định lại giá trị của mình để chống lại Liên minh Trung Nga. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin tổng hợp tối ngày 1 tháng 7 của DKN TV. Thưa quý vị, hai nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam đã bị cảnh sát tạm giữ với cáo buộc cưỡng hiếp một thiếu nữ 17 tuổi người Anh tại đảo Mallorca, Tây Ban Nha theo tờ Mazoka Daily Bluletin. Cảnh sát Tây Ban Nha đã tạm giữ một nghệ sĩ 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi, người Việt Nam. Hai người này đã ra tòa hôm 28 tháng 6. Hiện họ được tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi đảo trong khi chờ cảnh sát điều tra. Sáng 25 tháng 6, cảnh sát đã đến khách sạn của một trong hai nghệ sĩ nói trên và đưa cô gái đến bệnh viện Son Ephesus để kiểm tra. Thiếu nữ cùng gia đình cô đã rời khỏi Mallorca ngày 28 tháng 6 sau khi ra tòa cho lời khai. Theo báo Ultimate Horror của đảo Mallorca, những người bị cáo buộc cưỡng hiếp thiếu nữ người Anh là một nghệ sĩ và nhạc sĩ chuyên nghiệp tại Việt Nam. Cảnh sát vẫn chưa công bố tên của hai nghệ sĩ này, song đã yêu cầu họ giao nộp hộ chiếu. Tờ Daily Mail đưa tin. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm bão số 1, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đầu 7 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 370 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Trong 24 giờ tới, khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cần đề phòng sóng lớn kết hợp với chiều cường gây ngập úng ở vùng trũng thấp. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió tây nam mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Nối tiếp chương trình sẽ là phần tin quốc tế. Các nhà chức trách Ukraine cho biết tên lửa của Nga đã tấn công một tòa nhà trung cư 9 tầng và một khu nghỉ dưỡng gần cảng Odessa ở Biển Đen của Ukraine vào sáng sớm thứ Sáu, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho biết tên lửa đã tấn công tòa nhà ở thị trấn Bihorov Donetskovsky vào khoảng 1 giờ sáng thứ Sáu, ngày 1 tháng 7. Nó cũng gây ra hỏa hoạn trong một cửa hàng trực thuộc tòa nhà. Sở hích Prachuk, người phát ngôn của chính quyền khu vực Odessa, nói với kênh truyền hình nhà nước Ukraine rằng một chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành vì một số người vẫn bị trôn vùi dưới đống đổ nát sau khi một phần của tòa nhà bị sập. Người phát ngôn này cho biết thêm một tên lửa khác đã bắn trúng một cơ sở nghỉ dưỡng, làm bị thương một số người. Vụ việc trên đã xảy ra sau khi Nga hôm thứ Năm tuyên bố họ đã quyết định rút khỏi đảo rắn như một cử chỉ thiện trí để cho thấy Moscow không cản trở các nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm mở một hành lang nhân đạo cho phép vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine. Trong khi đó, Ukraine cho biết họ đã đánh bật lực lượng Nga khỏi đảo rắn sau một cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa. Ukraine tuyên bố phản công, đẩy lùi quân đội Nga trên ba mặt trận. Thưa quý vị, theo thông báo mới nhất được công bố bởi Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, vào ngày 30 tháng 6, quân đội nước này đã đồng loạt tiến hành nhiều đợt phản công và qua đó đẩy lùi đà tiến công của Ukraine trên ba mặt trận Kharkov, Solovian và Bakhmut. Tại Kharkov, các đợt phản công của quân đội Ukraine đã buộc Nga phải tái tổ chức lại lực lượng nhằm giữ vững những vị trí đã chiếm được trước đó. Một đợt đột kích của Nga vào khu vực Kochubivka và Dimentivka đã bị các lực lượng phòng thủ Ukraine tại đây dập tắt. Hiện tại, giao tranh vẫn đang diễn ra quyết liệt tại mặt trận này do quân đội Nga đã bắt đầu nhận được sự yểm trợ tích cực hơn từ hỏa lực của pháo binh và không quân. Ở mặt trận Slovian và Bakhmut, quân đội Nga đã nỗ lực tổ chức nhiều đợt tấn công vào các cứ điểm của lực lượng phòng thủ Ukraine, nhưng tất cả đều đã bị vô hiệu hóa. Kế hoạch nhanh chóng giành thêm lãnh thổ của Nga tại các khu vực này, vì thế đã thất bại. Tuy giành được một số thắng lợi trong thời gian qua, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã thừa nhận tình hình của lực lượng nước này tại thành phố Lysychansk thuộc tỉnh Lugansk, miền đông Ukraine đang xấu đi trông thấy. Quân đội nga hiện đang đẩy nhanh các cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn Lysychansk, thành trì cuối cùng của các lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Lugansk. Theo các quan chức Ukraine tại Lysychansk, pháo binh nga đang liên tục cày nát những cứ điểm của quân đội Ukraine tại thành phố này trong nhiều ngày qua và lực mạnh của pháo binh dưới sự yểm trợ từ máy bay chiến đấu của Nga đang gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng phòng thủ Ukraine trong việc tổ chức lại các lực lượng và tiến hành phản công. Lysychan đã được nhận định là chốt chặn cuối cùng của quân đội Ukraine tại tỉnh Lugan sau khi quân đội Nga tuyên bố giành toàn bộ quyền kiểm soát thành phố láng giềng Severodonetsk. Việc giành được nốt Lysychan rất là một bước tiến quan trọng của quân đội Nga trong việc kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugan và xa hơn là toàn bộ miền đông ukraine kính thưa quý vị lãnh đạo indonesia tập trung vào khủng hoảng lương thực trong sứ mệnh hòa bình nga ukraine tổng thống indonesia đã kết thúc chuyến công du tới ukraine và nga và nói rằng ông hy vọng vào tiến trình tái hòa nhập các tuyến cung cấp phân bón và thực phẩm toàn cầu vốn đã bị gián đoạn do xung đột và ngỏ ý trở thành cầu nối ngoại giao giữa hai quốc gia tổng thống joko widodo Chủ tịch G20 năm nay đã phát biểu tại một cuộc họp báo cùng với người đồng cấp Nga Vladimir Putin sau cuộc gặp song phương tại Moscow hôm thứ Năm. Chuyến đi của ông sau chuyến thăm Kyiv vào thứ Tư, nơi ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tổng thống Indonesia cho biết ông đã thúc giục các nhà lãnh đạo G7 trong cuộc họp mà ông đã tham dự ở Đức trong tuần này để bảo đảm các lệnh trừng phạt đối với Nga không ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thực phẩm và phân bón. Chiến tranh Ukraine đã gây ra những gián đoạn lớn đối với thương mại toàn cầu, với giá ngũ cốc và lúa mì tăng cao trong bối cảnh các cảng biển Ukraine bị phong tỏa và các lệnh trừng phạt đối với các mặt hàng của Nga như dầu và khí đốt. Với tư cách là chủ tịch ở 20 năm nay, ông Widodo đã tìm cách hàn gắn những chia rẽ trong nhóm bị phơi bày bởi cuộc chiến ở Ukraine và những đe dọa tẩy chay hội nghị thượng đỉnh nếu Nga tham dự cũng như sử dụng quan điểm không liên kết của đất nước ông làm lợi thế thúc đẩy hòa bình. Hôm thứ Năm, ông Widodo cho biết đã chuyển một thông điệp từ Tổng thống Ukraine Zelensky tới Tổng thống Nga Putin, đồng thời khẳng định Indonesia vẫn sẵn sàng là cầu nối giao tiếp giữa hai nhà lãnh đạo. Ông không cho biết điều gì có trong thông điệp. Thưa quý vị, hôm 30 tháng 6, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết Trung Quốc đã trở nên quyết đoán hơn và sẵn sàng thách thức các quy tắc và chuẩn mực quốc tế, đồng thời kêu gọi sử dụng ngoại giao và liên kết kinh tế để xây dựng quan hệ trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, bà Aden cũng lên án việc Nga xâm lược Ukraine, nêu bật tầm quan trọng của các quy tắc quốc tế và cảnh báo chống lại một cuộc chạy đua vũ trang mới. New Zealand không phải là thành viên của NATO, nhưng nước này là một đối tác của Liên minh Quốc phòng phương Tây và đôi khi quân đội New Zealand đã hỗ trợ hoạt động cho NATO dẫn đầu. Trong những tháng gần đây, New Zealand đã đóng góp vào quỹ ủy thác NATO cho các hoạt động ở Ukraine. New Zealand gần đây đã tỏ ra cứng rắn về cả vấn đề an ninh và sự hiện diện ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Nam Thái Bình Dương, một phần là do việc ký kết hiệp ước an ninh giữa Trung Quốc và quần đảo Solomon. Thưa quý vị, Hoa Kỳ chưa thấy Trung Quốc trốn tránh các lệnh trừng phạt hoặc cung cấp thiết bị quân sự cho Nga. Reuters trích dẫn một quan chức Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm 30 tháng 6. Vị quan chức cho biết thêm rằng các biện pháp thực thi được thực hiện hồi đầu tuần nhằm vào một số công ty Trung Quốc không phải chính phủ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thêm 5 công ty ở Trung Quốc vào danh sách đen thương mại vào hôm thứ Ba vì bị cáo buộc hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng và quân sự của Nga khi Moscow tiến hành cuộc chiến ở Ukraine. Các quan chức Mỹ đã cảnh báo về những hậu quả bao gồm cả các lệnh trừng phạt nếu Trung Quốc hỗ trợ vật chất cho nỗ lực chiến tranh của Nga. Nhưng vẫn nhất quán cho biết họ vẫn chưa phát hiện ra sự hậu thuẫn công khai về quân sự và kinh tế của Trung Quốc đối với Moscow. Hoa Kỳ đã cùng các đồng minh trừng phạt Tổng thống Nga Putin vì cuộc xâm lược mà Moscow gọi là hoạt động đặc biệt bằng cách xử phạt một loạt các công ty và nhà tài phiệt Nga và thêm những người khác vào danh sách đen thương mại. Trung Quốc đã từ chối lên án hành động của Nga và chỉ trích các biện pháp trừng phạt sâu rộng của phương Tây đối với Moscow. Bắc Kinh cũng nói rằng họ không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga hoặc Ukraine nhưng sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho các công ty của mình. Kính thưa quý vị, báo Garden đưa tin, Trung Quốc đã chỉ trích NATO tư duy chiến tranh lạnh và thiên vị ý thức hệ sau khi khối quân sự phương Tây cho rằng Bắc Kinh đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với sự ổn định toàn cầu. Các đồng minh của NATO lần đầu tiên nhất trí gộp những thách thức và mối đe dọa từ Trung Quốc vào một bản kế hoạch chiến lược trong hội nghị thượng đỉnh mới nhất của khối diễn ra ở Madrid vào tuần này. Tài liệu trước đó của Liên minh được ban hành vào năm 2010 không đề cập đến Trung Quốc. Trong tài liệu khái niệm chiến lược mới của mình, NATO cho biết việc giải quyết những thách thức mang tính hệ thống do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đặt ra đối với an ninh của châu Âu, Đại Tây Dương và quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc và Nga giờ đây sẽ là một trong những ưu tiên chính của khối. Bắc Kinh rất tức giận về quyết định của NATO. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Trung Quốc đã nhiều lần chỉ ở mũi dùi vào Mỹ và NATO. Nhưng sự chú ý của NATO đối với quan hệ đối tác Trung Quốc-Nga đã bắt đầu ngay cả trước khi Nga xâm lược Ukraine. Trong hội nghị thượng đỉnh thường niên ở Bruxelles vào tháng 6 năm ngoái, Liên minh quân sự truyền thống tập trung vào Nga lần đầu tiên khẳng định rằng họ cần phải đáp trả sức mạnh ngày càng tăng của Bắc Kinh. Ngôn ngữ mà NATO sử dụng tại thời điểm đó cũng lặp lại cụm từ đối thủ có hệ thống của EU và đối thủ cạnh tranh có hệ thống của Vương quốc Anh khi mô tả Trung Quốc. Không có lý do gì để thay đổi mô hình quản trị một quốc gia hai chế độ của Hồng Kông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết trong một chuyến thăm hiếm hoi tới Trung tâm Tài chính Toàn cầu nhân dịp thành phố công bố trưởng đặc khu mới John Lee hôm thứ Sáu. Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7 năm 1997 với việc Bắc Kinh hứa hẹn quyền tự trị trên phạm vi rộng, quyền cá nhân không bị ràng buộc và độc lập tư pháp ít nhất cho đến năm 2047. Tuy nhiên, theo Reuters, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trả đạp lên các quyền tự do bằng một đạo luật an ninh quốc gia sâu rộng do Bắc Kinh áp đặt lên thành phố vào năm 2020, sau khi các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ hàng loạt trước đó. Trung Quốc và Hồng Kông bác bỏ các cáo buộc, nói rằng luật khôi phục trật tự từ hỗn loạn để thành phố có thể tích vượng. Ông Tập nói rằng luật an ninh có lợi cho quyền dân chủ của cư dân thành phố và công thức một quốc gia hai chế độ sẽ vẫn được áp dụng. Cựu giám đốc an ninh Jolie, người bị Hoa Kỳ trừng phạt vì vai trò của mình trong việc thực hiện luật an ninh, phụ trách vào thời điểm thành phố đang phải đối mặt với sự di cư của người dân và nhân tài trong bối cảnh một số hạn chế Covid-19 khó khăn nhất trên thế giới. Các nhà chức trách đã triển khai một lực lượng an ninh khổng lồ phong tỏa các con đường và vùng trời xung quanh cảng Victoria, nơi thống đốc thuộc địa cuối cùng Chris Baller đã rơi nước mắt trao lại Hồng Kông cho Trung Quốc trong một buổi lễ đẫm mưa vào năm 1997. Thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, các nhà lãnh đạo từ Anh và Úc cho biết phương Tây cần tái khẳng định các giá trị của mình trên phạm vi toàn cầu. Bằng không, Trung Quốc và Nga sẽ còn tiếp tục thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Trong khi NATO ra tuyên bố sẽ đưa Trung Quốc vào khái niệm chiến lược mới, sau khi xác định quốc gia châu Âu đã thách thức lợi ích, an ninh và giá trị của Liên minh và tìm cách phá hoại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, nêu bật bản chất then chốt của cuộc xung đột Ukraine đối với việc duy trì hòa bình toàn cầu, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Ngoại trưởng Anh Liz lưu ý những điều đang diễn ra ở châu Âu rất có thể sẽ được nhân rộng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thủ tướng Úc cho biết thông tin rằng Trung Quốc về bản chất gắn liền với cuộc xung đột Ukraine bằng mối quan hệ đối tác không có giới hạn với Nga. Thủ tướng Úc cho biết, khi các lực lượng Nga được quy động ở biên giới trong khi Thế vận hội đang diễn ra, đã có mối quan hệ đối tác không giới hạn được ký kết giữa Nga và Trung Quốc. Đó là một phần của quá trình dẫn đến cuộc xâm lược của Nga và đó là cách mà Nga và Trung Quốc đã kết nối với nhau. Trung Quốc tìm cách trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới, đó là những điều chúng ta đang chứng kiến, cũng giống như Nga tìm cách tái thiết một đế chế Nga hoặc Liên Xô chế độ Trung Quốc đang tìm kiếm đồng minh, cho dù đó là Nga hay các quốc gia trong khu vực, thông qua hỗ trợ tài chính, kinh tế để xây dựng liên minh và phá hoại liên minh phương Tây ở Thái Bình Dương. Nhắc lại bình luận của Thủ tướng Úc, bà Lichut cho biết, xung đột Ukraine về bản chất gắn liền với mối đe dọa đối với hòa bình toàn cầu, đồng thời cho rằng phương Tây cần đánh bại Nga để gửi thông điệp tới Bắc Kinh. Bà Chu nói, chúng ta cần đánh bại Nga trước và đàm phán sau Tôi hoàn toàn đồng ý với Thủ tướng Úc rằng chúng ta cần suy nghĩ rất kỹ về các thông điệp mà chúng ta đang gửi tới Chủ tịch Tập. Chúng ta đã chứng kiến sự hợp tác ngày càng tăng giữa Nga và Trung Quốc. Chúng ta cũng biết rằng Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ chiến sự tại Ukraine. Họ đang mở rộng khả năng quân sự và mở rộng sức ảnh hưởng liên phạm vi toàn cầu. Bà cảnh báo, tôi nghĩ rằng với việc Trung Quốc mở rộng sức ảnh hưởng của mình thông qua cưỡng ép kinh tế và xây dựng một quân đội có năng lực, có sức đe dọa Chính là việc họ đưa ra một ý tưởng sai lầm sẽ dẫn đến một tính toán sai lầm thảm khốc, chẳng hạn như xâm lược Đài Loan. Và đó chính xác là những điều chúng ta đang thấy trong trường hợp Ukraine. Đây là một tính toán sai lầm chiến lược của ông Putin. Bà Chus cũng đề cập đến chủ đề giúp Đài Loan tự vệ, nói rằng điều quan trọng là thế giới tự do cần hợp tác với nhau để nâng cao năng lực tự vệ của Đài Loan. Bà lưu ý rằng Vương quốc Anh đang nỗ lực để đảm bảo Đài Loan có thể tham gia vào các tổ chức quốc tế và có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Đài Loan bà Truss cho biết. Đây không chỉ là vấn đề an ninh, đó cũng là về an ninh kinh tế. Tôi nghĩ bài học mà chúng ta đã học được từ cuộc khủng hoảng Ukraine là sự phụ thuộc ngày càng tăng của châu Âu vào dầu và khí đốt của Nga đã góp phần khiến Nga cảm thấy có khả năng xâm lược Ukraine vì họ biết rằng châu Âu sẽ rất khó đáp trả. Bà nói rằng phương Tây cần phải học bài học càng sớm càng tốt, tránh trở nên phụ thuộc chiến lược vào Trung Quốc và bảo đảm rằng nước này có những lựa chọn thay thế mạnh mẽ. Bình luận từ ông Albanese và bà Truss được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại đối với một số hàng hóa của Úc, lúa mì, rượu vang, lúa mạch, than đá, hải sản, mật ong, gỗ và các sản phẩm thịt. Nước này cũng đưa ra một danh sách gồm 14 điểm về những bất bình mà họ cho rằng cần phải giải quyết trước khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Úc đã từ chối yêu cầu của Bắc Kinh với việc Thủ tướng liên tục nói rằng ngay cả khi chính phủ thay đổi mà các giá trị của chúng ta không thay đổi thì lòng chắc ẩn của chúng ta và sự đánh đổi các giá trị của chúng ta lấy lợi ích kinh tế ngắn hạn sẽ không được thực hiện. Tân đại sứ của Trung Quốc tại Úc, Tiểu Thiên, cho biết Úc đang gánh chịu sự không hài lòng của Trung Quốc vì đã cấm công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc Huawei triển khai mạng 5G tại nước này. Vì lo ngại về an ninh, đồng thời Úc còn kêu gọi điều tra về nguồn gốc của coronavirus. Tuy nhiên, Úc không đơn độc trong việc hứng chịu cơn thịnh nộ của chính quyền Trung Quốc. Bà Chus lưu ý trong diễn đàn rằng Bắc Kinh cũng đang bắt đầu gây áp lực lên các quốc gia không thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Anh và các tổ chức quốc tế như NATO. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi đề kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.